Radiant Team Bell. Vâng, chào mừng các bạn đã đến với trận đấu giữa Netsen và Antenna Rift trong khuôn khổ giải Dota 2 Việt Nam Champions League Season 4. Và ở game đấu thứ hai này thì Antenna Rift ở bên phía Dire và Netsen thì ở bên phía Radiant. Lượt ban thứ hai bên phía của Netsen. Và thứ nhất thì họ đã ban cho mình đó là Ricky rồi. Còn bên phía của Antenna Rift thì họ ban cho mình đó là Alchemist, một hero tủ của Different Heaven. Có thể nói là cái trận đấu này cũng rất là nhiều người mong chờ, khi mà SC là có rất là nhiều cựu thành viên của Build cũ, là Build cũ với Netsen như là kỳ phùng địch thủ luôn. Và bây giờ thì lượt ban thứ hai thì Netsen tự ban đi cho mình Timber Shore, còn SC cũng ban đi là Darkseer. Darkseer này tài chơi rất là tốt. Và bích ngay cho mình Faceless Void. Faceless Void này chắc là Đạt sẽ cầm rồi. Và SC bích cho mình đó Elder Titan, là một hero rất là hot trong phiên bản 6.88 này. Với cái skill trừ giáp của mình, trừ full cái giáp trắng luôn. Đây là một con counter rất tốt TB. TB trong bản này thì được cộng thêm giáp early, nên khiến cho giáp của nó rất là cao. Và ở early thì rất là khó giết nó. Nếu mà có Elder Titan mà trừ cái giáp trắng á, thì quýnh nó cực kỳ dễ. Đây là lực bích thứ hai bên phía của SC. Không biết họ có chơi cái trò là bích Shadow Demon xong rồi úp lòng lại, rồi Elder Titan dùng cái bóng để mà đứng ở đó. Khi mà cái lòng nó vừa mở ra có thêm hai cái bóng nữa, quýnh 80% đam, quýnh là cực thốn luôn á. Cái trò này hôm qua là có thấy rồi, hôm qua là mình có coi trên thóc mà không nhớ là giữa đội nào trong Nam Giang á chơi chiêu này rồi. Nhớ trận đó là có con mọt quýnh dài hit là mọt bốc hơi luôn. Và lực bích thứ hai của bên SC đó là Destructor, và bên SC là Finish dành cho Go. Là một trong những signature hero của Go. 5 seconds remaining. Yeah, bên phía của SC họ biết Destructor. Đây họ muốn găng đầu game rồi. Và chưa kể là cái bộ combo đặt lòng và Static Storm này có thể kết hợp rất là tốt với cái Echo Storm, cũng như là anti từ phía của Elder Titan. Ban đi cho mình đó là Slug rồi. Slug thì nếu mà nói về Slug á thì đây là một hero đi gan lẻ cực kỳ mạnh luôn. Có cho mình cái Shadow Play thì trong combat á, anh không cần đi vô đầu, anh đi vòng ra sau giết cái support trước cũng được. Rất là khó chịu. Slug này với kiến á. Weaver á, gọi quen là kiến rồi. Vâng, Talk vẫn chưa lock được. Trời ơi. Vâng, và ban đi cho mình Invoker. Invoker thì tuy là Different Heaven á, trong quýnh Community thì ít thấy nhưng này cũng không thể xem thường được. 8k đầu tiên Việt Nam thì cũng không thể xem thường được. Nghe cô nói là anh quýnh được mọi hero, nhưng mà chỉ biết những hero nào mà anh quýnh giỏi nhất để mà đi quýnh Community thôi. Và ở lượt ban thứ 3 và thứ 4 bên phía của Netsen nó ban cho mình là Slada cũng như là Ace. Ace là một hero counter như những con mà như là TB nè, hay là Dazzle, Oracle. Radiant team pick. Vâng, tiếp tục là một flint cho Ace.
Thoát vẫn chưa lót được. Trời ơi, làm ăn kỳ quá. Mà vậy là bên TSC đã lộ cho mình đó là một carry rồi, một core rồi. Mặt Flint này phải có disable rồi mới giết được nó. Disable dồn đam nha. Rồi vậy là Lion. Lion dành cho Nessen. Rồi hỏi đủ các yếu tố disable và dồn đam nhanh. Yêu gọi Romano. Với cái stun cũng như là cái hex vitamin B5 dồn đam với cái finger. Cùng hương thơm nam tính quyến rũ. Cho bạn luôn tự tin, chủ động, lịch lãm trong mọi tình huống. Là lượng bất thứ tư bên phía của SC. Biết là sẽ Romano một hero nào đây. Chủ cuộc chơi. Bên phía đây có Void đúng không? Void có thể đặt lòng cái Void thì Elder Titan cũng như là Destructor có thể dồn đam. Đây là một cái counter rất hiệu quả cái lòng của Void. Vậy là bắt Rider dành cho SC rồi. Đi bắt lẻ. Bắt lẻ cùng với Destructor. Cũng là setup combat với El Titan cũng được. Khi mà kéo một hero nào đó về mà các hero kia bên phía Nessen lao lên cứu thì El Titan có thể dễ dàng dậm ngủ hơn. Thế là Mirana dành cho Nessen. Còn vậy Mirana ai sẽ win đây? Nếu mà Fatal Spore đi carry thì Mirana có thể đi mid. Còn nếu Felix Void mà đi up thì Mirana đi carry. Rồi bạn đi trả set rồi. Rồi sợ cái trả set sẽ búp đam. Lại ấp tay dài. Búp đam cho Mirana thì Mirana bắn bao thấm luôn. 10 seconds remaining. Chưa kể ở bên phía của Ravenger thì còn có thêm một cái Silent nữa. Rất là khó chịu đó một Flint. Reserve time. Đây là ban thứ 5 bên phía của Nessen. Bên phía của SC thì mà thiếu cho mình đó là một cái mid. Nếu mà đẩy bắt Rider đi mid thầy sẽ cầm một plan, nhưng mình nghĩ là không đâu. Bắt Rider sẽ đến plan. Mình còn ban đi một cái mid. Mid thì bên đây vẫn đang thiếu cái đó là bên đây SC vẫn thiếu cho mình đó là một cái lực burst. Có thể là sẽ ban đi ra DB. Nghĩ là như thế. Và tiếp tục ban đi tinh cờ rồi. Radiant. Dạ đoán sai rồi. Tinh cờ gì đi đẩy cũng được. Nhưng mà nó farm cũng rất là nhiều. Nó chiếm luôn cái chỗ farm của một Flint. Nếu mà biết tinh cờ với một Flint thì nó hơi... sao vậy? Đá nhau. 5 seconds remaining. Rồi, dành cho những bạn mới vào xem thì mình là... Dino. Caster thử việc của Nessen. Và tại đây là cái farm... đâu rồi nhỉ? Vâng, và sẽ có một cái form để mà đánh giá caster mình sẽ post lên cho các bạn. Đâu rồi? Nó đây. Vâng, và đây là cái form để mà đánh giá caster. Các bạn vào đó thì cho mình chút ý kiến để coi chỗ nào mà chưa được thì mình sẽ sửa. Ember Spirit. Vâng, vậy là Ember Spirit dành cho Nessen. Ember Spirit Steam. Chà, cái này cũng khó à. Mà phần trăm đi mid của Ember thì cao hơn là Mirana. Ember có thể win carry cũng được, chứ sap lane cũng được. 10 seconds remaining. Không biết là bên Nessen chia lane như thế nào đây. Giờ bên phía SC chọn cho mình một mid. Thì
vẫn còn mà. Còn DB nè. Còn gì nữa? Không biết là chọn gì đây. Có khi nào là búp bích dị dị không? Rồi, dành hết thời gian reserve time luôn để mà suy nghĩ cái bình mid này. Nó cũng khá nhiều hero team mid đã bị ban ra rồi. 5 seconds remaining. Beastmaster. Rồi, mà biết cho mình nói Beastmaster và Pathfinder sẽ đi mid. Hình như là không. Một Flint Fox đánh. Wow, chia lên ra đây. Chẳng hạn tài Steam Mid Hào Fox Steam Mid ở đây rồi. Vâng, chào mừng các bạn đến với trận đấu thứ hai giữa Nexen và AC. Lớp của hai đội bên phía Nexen thì prepare for battle. Shadow Demon cầm cho ở Shadow of the Bast, cầm cho mình Lion. Steam Mid đó là Different Heaven, cầm cho mình Ember Spirit. Dango cầm cho mình Void. Go cầm cho mình Phoenix. Và chấm hỏi này chắc là đạt rồi, cầm cho mình Mirana. Bên phía của SC thì Yasi cầm cho mình Elder Titan, Fox, Mock Flynn, Typhi cầm cho mình Bat Rider. Họ ở bên phía SC họ Mock xong rồi. Bên Kanas cầm cho mình Destructor, Yoda, Xcon cầm cho mình đó là Beastmaster. Mới thấy Smog rồi mà. Còn hai team thì đang tập trung ở hai run. Có một bầu từ phía của Ember. Lỗi trên phim mạng gì đó. Vâng. Có một ai đó không biết trong lobby. Có một ai đó không biết trong lobby và người đó mới disconnect ra. Discord mới disconnect ra rồi. Như disconnect rồi. Cái chat có ai không vậy? Alo. Có ai chứ cái chat không hay là lắc chat nữa rồi. Có ai chứ cái chat không? Vâng, bầu vì có một thanh niên lạ trong lobby. Hello. Okay, và xin nhắc lại một lần nữa với các bạn đang theo dõi và những bạn mới vô. Mình là Dino, caster thử việc của Nexen. Và đây là form đánh giá caster. Mấy bạn vào cho mình biết là chỗ nào cần sửa, chỗ nào không. Quýt rồi, mấy ông đó quýt rồi, cái ông vô đó quýt rồi. Vâng, và bây giờ là go. Vâng, trở lại với trận đấu. Rồi, the last hit trước. Con cầm.
chấm mắt qua từ phía của Đạt. Chấm 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 hỏi, chắc là Đạt. À, như vậy là không có sự chấm chấm run nào hết rồi. Mỗi người một run hòa bình. Và như vậy là Typhi sẽ đi mid và Fox sẽ win carry cho mình. Vâng, đổi lan rồi. Yoda sẽ vào rừng trang. Vâng, anh sẽ vào rừng với cái Iron Talon này. Ở đây Phượng Hoàng bay vào bắt gà một hit nữa. Con gà chết rồi, hên tưởng mid chứ. Và một pha bắt gà thành công từ bên phía của Cole rồi. Ở đây thì hai chấm dầu vào mặt của Different Heaven. Chà, đau dữ, nửa cây máu rồi. Chim thì giết chim. Quăng hai cục lửa ra thành chim nướng. Sáu chấm dầu trên người của Different Heaven rồi. Cực kỳ khó chịu luôn. Anh đã lên cho mình, đó là cái Magic One. Đi với Bad Rider thì phải lên cái này thôi. 9 chấm dầu rồi, không dám ra luôn. 9 chấm dầu sơ sẩy một chút xíu là bị solo kill liền. Ở đây thì Yasi đang một mình đứng lane với 3 thành viên bên phía của Nissan. Như vậy là Void sẽ carry rồi. Ở đây thì có một sự hỗ trợ ra từ phía của Mirana. Ở đây thì Typhi lên bảng rồi. First Blood dành cho Ember Spirit. 1-0 dành cho Nessen. Đang pha đó là Mirana bắn tên trúng à. Một sự hỗ trợ rất là kịp thời bên phía của Mirana. Để tiếp tục hổ báo bên phía của Ember. Ăn được cái mạng vừa rồi thì em bò cũng sẽ đỡ vất vả hơn khi mà có cho mình cái bình này. Có bình và level 3. Trong khi cho Bách Rider vừa mới lên level 3. Ở đây thì Tengu gần như là free farm rồi. Mà Elder Titan không dám đi lên cao. Đây có một sự roi am ra từ phía của Destructor. Mấy con mắt ở đây là thấy được sự di chuyển bên phía các support Nessen rồi. Mirana vẫn đứng ở đây trực chờ một mũi tên đi ra. Còn Destructor thì đang đứng dưới sau để mà canh con gà. Gà liệu có hóa chim kịp thời hay không? Còn rất thấy con gà mất cái battle nè, mất cái battle rồi và kèm theo một cái gì đó nữa, mất battle và kèm theo một cái gì đó nữa chứ không phải là mình mất cái battle không, 1k 60 đồng luôn mà. À, một pha trả thù gà rất là hay, cái này trả thù là đau đớn luôn. Còn ở mid thì Typhi nhỉnh hơn một chút xíu rồi. Bây giờ khi mất gà thì Typhi nhỉnh hơn một chút. Một pha bơm sang vào, tiếp tục dí lên từ bên phía của Typhi. Nhưng mà có Tele bắt cóc rồi. Để có Phoenix. Tiếp tục một pha đốt Sunray ở đâu đó thì một mũi tên ra, trúng ngay đầu của Bad Rider luôn. Còn anh đánh võng lượng tới lượng lui nhưng mà vẫn trúng được cái mũi tên. Đây là có gì chết trên người của Void rồi. Yasi nãy giờ vẫn level 1. Đi với cái lane 3 này thì quá khó khăn rồi. Yoda đã level 5 trên người rồi. Tiếp tục là một pha bay lửa lên, dính 2 chấm dầu, phân bơm xăng ra, 3 chấm dầu có trói lại. Có đi về rồi, không vậy là không, vẫn chưa giết được. Mới 2 chấm dầu thì chưa đủ đam. Phải 3-4 chấm cho lên.
level 6 cho Yoda rồi. Lattice thì bây giờ bên phía hai con ngang bằng nhau. Có Midas trên người của một Flynn này. Và trận đấu này là sẽ về lay. Một là chắc có một là chắc chắn là phải về lay thôi. Một cần rất là nhiều đồ. Ở trận trước thì có tình cờ tranh farm với một chứ trận này là không ai nữa hết. Một farm thoải mái luôn. Không biết thì đang một trình nháy ở đây rồi có pha bay lửa lên bật dắt lửa luôn. Con băng bơm sang trói lại một pha bắt cấp là từ phía của Shadow. Ở đây có cả Phoenix luôn mà một pha dập ngủ rồi. Mọi người đi về không, cái Destructor ở đây là chắc chắn sẽ một pha gửi về thôi. Một pha gửi về không, quăng bơm sang ra không còn gửi về luôn. Phoenix lên bảng và ở đâu đó thì Mirana cũng lên bảng. Với việc mà Yoda có level 6 cho mình. Một thú và dùng đam từ phía của Fox và Yoda. Còn hai mạng gần như là ngã xuống cùng một lúc luôn. Ở đây thì Void dưới được mạng của ET rồi. 3-2 giờ trên Next Gen. Đây thì có một dùng đam thẳng vào mặt của Beastmaster. Beastmaster lên bảng rồi nhưng mà Fox anh đang đổi máu rất là tích cực đây. Bật lòng luôn từ phía của Tengu. Và double kill dành cho anh. Anh tham cái trụ và chết hai mạng. Pha đó thì mình cũng không để ý cho lắm. Cho nên đã coi như là miss kill của Beastmaster. Cái số là 5-2. Và nếu mà mọi người theo dõi Dota 2 Việt Nam á lâu thì có thể thấy là Next Gen là cái lối đánh của Next Gen hiện tại bây giờ nó sẽ có một cái gì đó biến hóa hơn là so với lúc trước. Vâng, và đây là tiếp tục là một bay lửa lên có băng bơm xăng ra nhưng mà quăng bóp rồi. Đây là Stone dồn đao vào và Tài Phi lên bảng rồi. Vâng, 4 thành viên của Next Gen ở đây. Và trở lại gì với đối đánh của Next Gen bây giờ nó có phần gì đó biến hóa hơn lúc trước một chút. Lúc trước thì rất là dễ bắt bài Next Gen. Thật luôn là rất là dễ. Chỉ cần một ban những hero của Different Heaven là coi như là Next Gen không còn bài gì nữa. Nhưng mà từ khi là như là Misha có cho Next Gen như vậy thì đối đánh khác một chút rồi. Mà chưa kể đó do tham dự rất là nhiều giải đấu trong khu vực thì cái kinh nghiệm của Nessen cũng có rất là nhiều. Ở phía của SC thì vâng, ở đây là một pha dậm ngủ rồi, có 3 thành viên, 4 thành viên của bên phía có Mula Shadow nhưng mà không được, có cấp Sentry ở đây rồi. Một hú rồi. Vâng, vẫn chạy về được từ phía của Tengu. Tengu. Ở đây tiếp tục dồn đao vào phía của Kanas. Còn một chút xíu là dậm ngủ và dậm ngủ được rồi mà. Khóa ngủ luôn. Còn rất là nhiều kill quăng ra nhưng mà hình như là không ai chết cả. Mọi người lại đi về mà không ai chết nữa. Tiếp tục một pha gửi về nhưng mà ở đây là ET lên bảng trước rồi. Khi mà có mặt của Different Heaven hay vào đây. Tiếp tục dồn đao bật lòng luôn từ phía của Void. Triple kill dành cho Đạt. Pha đó hình như là bị cái con gì đó quýnh. Boy chết. Đây, Tai Phi chúng ta lãng vãng ở đây. Không, Different Heaven lên là bắt đầu thấy khác lên. Và bạn anh đang tích tiền lên cho mình đó, cái gì bay. Còn phía của SC thì họ cũng hội tụ đầy đủ những tay chơi có tiếng của Dota 2 Việt Nam ở Sài Gòn này. Đó là ít con nè, Fox nè, Tài nè,
Yashin à. Yashin hình như là Trash. Đây là những tay chơi rất là có tiếng trong Sài Gòn, trong miền Nam, miền Nam. Và team cũng chỉ mới thành lập thôi. The prize is mine. Có giày bay trên người của Amber rồi. Phút thứ 10 rồi, chúng ta sẽ xem qua về trên lệnh đánh quá thì nhá, xe nó dẫn 1000. SP thì cũng 1000 luôn. Network thì mọt của Fox đang dẫn đầu với 5k5. Và ba vị trí tiếp theo đó là cách co bên phía của Netzen, Mirana, Ember và Void. Trận này thấy Netzen dẫn mạng vậy chứ mà con hơn trận trước rồi. Khi mà mọt xanh, trận trước thì mọt không có xanh. Trận trước thì cái network của Timber gần như là gấp đôi mọt luôn. Ở đây thì có một pha lên lên mở lòng từ phía của Void. Có dồn đam hay không? Dồn đam mà Tai Phi rồi. Tai Phi lên bảng chắc rồi. Vâng, và ở đâu đó thì Elder Titan cũng chết. Và Mirana cũng chết. Trời ơi, quýnh nhau ở mọi mặt trận. Ly Cam không kịp luôn. Ba cái chết gần như là ngã xuống cùng lúc. Dire's middle tower is under attack. Ở mình nó nhỏ lắm hả? Dire's structures are fortified. Đâu có nó nhỏ đâu, là to lắm đó nha. Tại Phi anh vẫn chưa có cái blink cho mình. Có blink thì mới có thể bắt lẻ được một ai đó, tạo khoảng trống cho một farm. Vâng, sắp có Lincoln rồi. Vậy to chưa? Thử mấy ông thử bật cái mic ở nhà coi. Chú nói là to lắm rồi đó. Đây là một pha hú thắng mặt của cô ở đây. Đang dồn đam vào và có lướt đi, hình như là một pha dậm. Một pha dậm ngủ hơi vội thì phải. Một cô vẫn chạy được. Dire's top tower is under attack. Mới có một thôi. Một rất là tích cực nhưng mà đi đi farm. Vâng, cũng vậy, có cho mình Vladimir rồi. Lên cho mình cái gì đây, Defu hay là Yasha. Boss đang bị đẩy. Một thê lên xuống. Từ phía của Boss úp lòng được Yoda rồi, có gửi nhưng mà bị gửi về rồi. Xui rồi. Đó là cơ kê xui luôn. Radiant's bottom tower is under attack. Vâng, có blink trên người có Lion rồi. Phút thứ 13 có blink rồi. Dire's middle tower is under attack. Phút 14 có blink rồi. Vâng, có một đường vẽ vào bắt cò vậy bạn. Có bao game rồi. Lạc. To chưa? Hỏi thiệt có ông là confirm có to chưa? Đâu rồi. À, ở đây thì mình là cách tập sự Dino. Đây thì có cái form ở đây. Mọi người vào cho mình đánh giá coi cái nào chưa được, cái nào được cho điểm đó. Để mình khắc phục về sau. To quá nhỏ xí làm gì ba. Ừ,
Go rồi. À, từ từ, từ từ. Vẫn chưa go được. Ok, vậy là chúng ta trở lại với trận đấu thôi. Trận này nó sẽ nhẫn mạng nhưng mà kèo vẫn rất là con khi mà mọt của Fox farm cháy máy luôn. Trận này không có tinh cơ, không có tinh cơ farm phá farm là mọt lên farm cháy luôn. Chẳng rồi tinh cơ đi farm mà nó một nó có về bay nó đi farm là một khỏi farm ở đây có Bula Shadow xuống rồi. Mock Blink ra, Blink gỡ để stun thẳng bằng con Tai Phi nhưng mà có đặt lòng từ phía Hunter rất hay chơi chút được hai người rồi. Có đốt ra từ phía của Phoenix đây đặt luôn cái trứng luôn hú trước khi mà chết của mình. Có gửi về. Đây thì Blink lên trên được mà phía của Yasi rồi. Đốt máu gì có chết hay không? Không rồi. Yeah, bỏ. Mà ăn được cái mạng của... Không, tiếp tục rồi. Ở đây thì... Ember Spirit lao lên. Tiếp tục nhập ngủ. Có gửi về. Nhưng mà đã kịp thời chém chói rồi. Đây là chắc chắn là Destructor sẽ bỏ mạng lại thôi. Yasi và Tai Phi ở đây. À, vậy là bỏ rồi. Khi mà mọt đi xuống rồi. Ông Mọt có Linh Ken trên người rồi. Bay lửa lên từ phía của Tai Phi. Anh vẫn chưa dùng cho mình cái trói. Vâng, còn 300 nữa. 300 nữa là có cho mình cái Blink. Có cái Blink thì... EC có kết hợp cùng với Beastmaster thì... sẽ đi gan để mà tạo khoảng trống cho Mọt tiếp tục farm. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Dire's top tower has fallen. Đúng rồi, giọng tôi nó hơi ngọng. À, cái này sửa được, từ từ sửa. Tại mới tập cast à. Tôi chưa cast lâu. Ở đây là một pha spot từ phía của EC. Thấy được cổ ở đây rồi. Chặt lòng luôn. Nhưng mà chặt lòng anh tiêu hụt rồi. Có kéo về không? Một pha hú luôn. Tốn hai cái anh tiêu nhưng mà giết được có một mình. Ấp trứng rồi. Kéo kéo thời gian. Còn phía bên đây thì... bên phía đây là các thành viên đang dùng đang ở phía của Fox. Fox đang đổi máu, một pha gửi về rồi. Ở đây thì chỉ còn là một mình Dango đứng đây thôi. Anh dập ngủ nhưng mà dập hụt rồi. Dango vẫn đang thú cái được nhưng mà Tài vẫn dí theo. Ở đây hết cho mình cái lướt rồi. Thả bơm xăng ra, dùng tất cả các tam. Đây là voi lên bảng. Bên một pha combat có lợi dành cho bên phía của SC. Một cái 6 tiền mình cho họ. Quan trọng hơn là con voi. Người chết là con voi. Ở đây thì dồn lên cho phía của Different Heaven nhưng mà không được, bị gửi về rồi. À, quan trọng là co bên đây vẫn còn sống. Chỉ còn mọt vào cơm bát mà chỉ còn sống thôi. Thấy anh xanh nè. Quá xanh rồi. Có cho mình về bay rồi. Giờ là đi farm là khỏi đỡ luôn. Bên phía bên này thì Piranha gần có được cho mình cái gậy xanh rồi. Còn khoảng 400 mấy nữa. Có gậy xanh thì sẽ là 8 giây Starfall một cái. À, Starstorm chứ. Lộn. Quen ở tôi tâm 1 rồi. The prize is mine. Yoda thì đang lên cho mình, đó là cái sách 2. Anh vẫn không lên. Đây là một pha gửi về được. Ủa đâu rồi? Vâng, rất nhanh tay. Gửi về là anh chạy thẳng về bóng luôn. Phí cái Status Storm rồi. Đây là Defu rồi, Defu từ phía của Void.
tiếp tục farm. Gần có cái Battle Fury rồi. Có gậy xanh trên người của Mirana. Nhưng bây giờ là cái lượng dồn down từ phía của Nessel sẽ rất là lớn. Với hai cái Starfall. Ôi dồn, Starstorm. Cái lộn hoài. Và cái finger update từ bên phía của Lion. Và combat thì dồn. Trên đây chắc chỉ có mọt. Có mọt là chịu được. Nếu mà mọt đổ máu thì mọt sẽ chịu được. Còn mọt không đổ máu thì... Vâng, một pha smoke cho bên phía của Nessel. Đi chắc sẽ đi vào khu vực không, họ chuyển hướng xuống mọt ở đây rồi, chuyển hướng xuống bắt Fox đây rồi. Fox cũng anh đánh hơi được điều gì đó và ngay lập tức là đi về luôn. Một pha arrow nhưng mà không trúng rồi, có binh vào ở đây thì có hết lại được Fox ở đây. Có chụp lòng hay không? Không, vẫn chưa chụp lòng ở đây thì Fox đã dùng đam chết được Lion rồi. Một pha gỡ về trói được thôi, một pha lật đầu trúng bốn người từ bên phía của Tinh Ngu. Rất là hay, đang dồn down vào Typhi lên bảng, Typhi vẫn chưa lên bảng, Typhi lên bảng rồi. Dismantle này một đây trứng đã bị đập rồi, nhưng mà Fox vẫn chạy được. Ở đây Destructor một hit nữa thôi, Destructor lên bảng rồi. Đây tiếp tục là đánh Fox hết cho mình cái mana rồi, bể ác phá đến kèn bể rồi, mà dập ngủ cho hai người nhưng mà không sao cả. Các thành viên bên phía của LC đã lên bảng, bây giờ tiếp tục dí vào Yasi hay không? Không. À, không rồi, họ không dí vào. À, họ sẽ ăn luôn cho mình cái trụ này. Rồi, một pha chụp lòng rất là hay từ phía của Void. Anh chụp được 4 người ở trong lòng luôn. Ở đây là thấy được Yasi đây, một pha dẫn ngủ. Chạy về. Bị kẹt rồi, sao vậy? À, không phải bị kẹt. Ở đây, anh theo đây về nhưng mà không được rồi. Tiếp tục khô máu luôn, nhưng mà khô máu không thành công rồi. Và nhưng mà cái trụ đây là cũng đã được ăn rồi. Một pha tạo khoảng trống từ phía của Mirana. Mình xách ba trên người của Beastmaster rồi. Mình có trống trên người của Typhi. Hai tầm tiếp theo mình nhảy sang một cái gậy đẩy thôi. Hoặc là BKB. Thôi gậy đẩy thì tại gậy đẩy thì nó có thể cứu bồ được luôn. Và ở đây thấy được Typhi quá. Blinken hết rồi từ Typhi rồi. Đẩy bóng lên từ phía trước lên. Dồn đam lại finger update luôn. Typhi không chạy nổi rồi. Mega kill cho Different Heaven. Typhi trận này anh fit khá là nhiều. 6 mạng rồi. Ở đây cô thấy được Fox đây rồi. Có một arrow đó. Không, giờ không trúng ai cả. Bên trận này Nessel đi dẫn trước, dẫn cái tỷ số nhưng mà vẫn rất là cân hơn trận một rất là nhiều. Và trên lệnh network thì Nessel bây giờ dẫn hơn 3k rồi, 4k, 4k mấy vậy. SP thì 2k cũng không nhiều lắm, dẫn 9 mạng nhưng mà network không trên nhiều. Đó là do con mọt nó farm ghê quá. Mọt linh hơn em bờ tới 4k network. À, 3k mấy à. Rồi ở đây ở mid một pha úp lòng được hai nhưng mà úp lòng luôn lại nhưng mà không sao. Vẫn giết được. Một Destructor lên bảng rồi, tiếp tục là Yasi lên bảng. Hú thẳng mặt của Tinh Ngu ở đây, áp trứng từ phía của Phoenix. Đã có dồn đam một cái trứng không? Trứng bể rồi. Boy cũng đã lên bảng, một pha stun 2 rất là hay. Đây thì kéo được. Rồi kéo được tiếp lên 2 vần rồi, nhưng mà kéo thôi. Kéo để mà chạy thôi. Không thể nào giết được. Một pha kéo để chạy thôi. Còn một con phải là một cũng khá là ít máu.
Thằng nhấm lều à. Đâu, voi cái trận đấu này anh thi đấu rất là hay. Và chụp lòng khá là hay. Mà pha đó Lion chậm chậm chút xíu nữa. Ngon. Lion với voi hai người đều nhanh tay như nhau cho nên nó hơi bóp chút. Cái bố la này bây giờ là 3k4 tiền. Mấy cái gì tiếp ba manta. Để lên blink rồi chứ không lên cơ động trước. Vâng, một pha smoke cho bên phía của EC. Yashi đang cố gắng lên cho mình cái gậy đẩy. Ở đây đang nhắm vào vị trí của voi. Nhưng mà phải cho Beastmaster lên trước, có hú mới được lướt về cho em, gửi về nè. Đặt luôn cái là Sagittarius nè, ngủ nè. Có hú hay không? Hú luôn nè, dồn đam như thế mà không chết nữa mới lạ. Nhưng mà ở đâu đó thì đây rất là dồn đam vào phía của ET cùng với Beastmaster lên bảng rất là nhanh luôn. Ở đây tiếp tục trói được hai người ở đây rồi. Dồn đam vào phía của Beastmaster lên bảng, tới phía đốt máu phía của Force. Linh lên được phía của Lion nhưng mà quá ran rồi, không có thể nào mà hết hay là stun được. Không, giết một mình voi và bốn người lên bảng hơi bị lỗ, nhưng mà không sao, Mọt còn sống, Mọt sẽ cân on. Mọt sẽ còn sống và Mọt sẽ cân on. Mọt giờ lên Ice Caddy nè, xong lên Manta đi rap. Chứ bây giờ combat thì bên phía của EC hơi khó combat. Bắt lẻ thôi, có được đâu. Ở đây một pha chói là dồn đam à. Mirana pha đó hơi bất cẩn. Và ngay lập tức là có hai cái binh. Vâng, rất là nhiều binh. Không hiểu là binh để làm cái gì từ phía của Yoda. Ở trên ngu, úp lòng luôn. Rất là dứt khoát từ phía của voi, nhưng mà có Linh Ken hú vô chợ chạy về được rồi. Một cái pass, wow, hai cái pass, wow, ba cái pass, what the hell. Hát pass à, bây giờ hết mana rồi, hết mana. Tiếp tục một pha headstone vô, có gửi về rồi nhưng mà không sao, đốt là chết rồi. Tiếp tục đốt vào xíu của Yashi, có dậm ngủ rồi nhưng mà không, đã có một cái stun cancel cái dậm ngủ rồi. Tiếp tục là lao lên từ phía của Nexen. Ở đây thì hú thẳng mặt của Lion dùng đam lên cho bản rồi. Cô, cô không còn gì để chạy nữa. Cô của nó bạn ở nhưng mà ở đây Destructor đã bị voi giết rồi. Tiếp tục ba thành viên của bên phía SC đang giết lên. Có mình là Shadow. Đây là có thể là sẽ sống không chết rồi. Vâng, một pha nhảy lên nhưng mà bị dậm ngủ rồi, dồn đam rất là thốn. Nhưng mà Beastmaster cũng phải lên bảng khi một xuất hiện của Different Heaven ở đây. Pha đó thì hơi ẩu ha, mém chết. Mirana mém chết. Tiếp tục và dí lên luôn, anh không thà chú đâu. Double kill, Wicked Shake. Tiếp tục là bốn người lên bảng nữa. Và trói lại rồi. Còn mana còn bóng mà, còn có thể chạy được. Không sao cả, có trói, nhưng mà chắc không trói đâu. Gần trụ quá. Dire's bottom tower is under attack. Bây giờ bên phía của EC họ bắt Rider nè, kèm với con Beastmaster nè, phải cố gắng mà đi bắt lẻ ai đó tạo khoảng trống cho Mọt farm nữa. Chứ bây giờ thì có cái Mọt như thế này cũng chưa đủ để mà cân team. Mọt còn farm nhiều lắm, EB nè, Manta nè. Nếu mà Winter Bass thì khó lắm, quýnh không lại bên phía Nexen đâu. Khi mà có trứng nè, dồn đam lại từ phía hai cái Starstorm ở đây nữa nè. Có lồng nữa nè. Có dồn đam từ phía của Lion Disable nữa. Quýnh cơ bát là không lại đâu. Chưa kể là lượng gon họ hơn cũng khá là nhiều rồi. 5k, hơn 5k gon, 7k rưỡi kinh nghiệm rồi. Rồi phải đi bắt lẻ. Hình như nãy giờ là tôi chưa thấy chưa thấy ET chơi cái anti nữa hết ta.
Rồi một pha nhảy lên Starstorm, ăn hai cái Starstorm luôn hơn, nhưng mà có cái lướt đỡ né nè. Một pha lên phá lên Ken rồi, hình như phát hiện ra Si đây. Ở đây thì một pha mình lên Shadow đặt lòng như thả lên Storm, nhưng mà không ra. Một pha úp lòng được, ấy úp lòng hụt rồi chứ. Wow. Và một pha úp lòng không khí từ phía của Void. Có Running V từ phía của ET. Một pha đó tính úp lòng bắt một, nhưng mà một quay một cái thế là ra khỏi cái lòng, chậm hơn một chút xíu. Đây thấy được cò ở đây rồi, cò pha này là chết chắc rồi. Nó úp trứng luôn, không cho gửi về, không cho gửi về. Thấy được hay không? Không được, chết. Nó úp trứng không cho gửi về luôn. Thấy bắt lẻ thôi chứ đừng có bắt EC, chỉ còn bắt lẻ thôi. Kiếm này nó lẻ lẻ mà bắt. Cái combat là không thể nào lại với Vincent này. À, một trụ nữa dành cho bên phía của SC. Bây giờ lượng trụ là bằng nhau rồi đó. Và như lại là mọt lên cho mình cái máu à. Radiant's middle tower is under attack. Lên Helm Operator và lên Radiant's top tower is under attack. Nó bọc cuối. Radiant structures are fortified. Một pha chém chói à. Chém chói hù thôi. Một bây giờ là không sợ ai nữa. Một pha stun trúng thẳng mặt, bây giờ vô đam vào. Phá được đến Ken nhưng mà có hú, có giọng ngủ ra rồi. Đặt lòng rất là hay trúng rồi, nhưng mà một cái đẩy sơn hơi bị bóp, nhưng mà không sao. Anh một pha đặt lòng được 5 người từ bên phía của Void rồi. Bây giờ vô đam rồi. Yoda lên bảng nè, Destructor lên bảng nè, Typhi cũng lên bảng nè. Chỉ có vô Yashi cùng với là Mọt là chạy được thôi. Một vài chụp lòng rất là hay từ bên phía của Void. Void có cho mình Manta luôn rồi. Vâng, pha đó mà Lion còn sống thì hay. Vô đam được thêm người nữa. À, lên cái Ristolist rồi. Gần có Daedalus. Gần thôi, chứ cũng ngàn mấy nữa chứ. Ở đây có con mắt, thấy được Mirana ở đây, anh còn có một chút xíu máu thôi. Mọt ở đây đang solo với Roshan. Có ai phát hiện nó không? Mirana đang đi vào. Ơi, nhảy lộn bơi rồi anh. Thôi như vậy là không ai phát hiện ra cả. Có Moonlight đi vào Roshan, mở Dust lên, thấy được Mirana rồi. Còn ăn Roshan khá là dễ dàng, không ai cản trở cả. Nó đúng ra là bên phía của Nissan họ không ngờ Fox lại. Và một tiếp tục là một bầu điện thoại mẹ gọi phụ huynh gan. À, mình là cách mới cách thử việc của Nexen dành cho những bạn nào mới vào xem chưa biết. Thì ở đây là có cái form mấy bạn vào mà và đánh giá giúp mình coi chỗ nào cần sửa để mình có thể cách tốt hơn. Có một trận đấu rất là cần Mọt, bây giờ là Mọt phiên bản cân ô. Dùng đam Mọt bây giờ cũng khá là khó. Thì khi dồn một mình nó thì dư đam. Vâng, ở đâu đó thì Monster Skill rồi. Mãi lo về Mọt thì đây là Monster Kill. Tại phi tiếp tục chết, trận này anh chết khá là nhiều luôn. 7 rồi, có 9 rồi. Có Fortify có thể lên xuống của Mọt. Ngay lập tức lưu về từ bên phía Nexen.
Đây là một pha cấm ward. Cái ward này trong một vùng xa rất là rộng. Ở đây là đang spot từ phía của Nessan, có hai trường vào dưới của Yasui rồi. Đang dồn down vào một stun 2 rất là đẹp, dồn down vào phía của Anaska Nath để phản Yasui cũng lên bảng. Có một pha spot mà không thể đoán được rồi. Không thể đoán được cho bên phía của SC. Khá là bất ngờ, họ rất là bất ngờ. À, những quan trọng là con xanh nhất nãy giờ nè. Và có pha vào đi kiếm nhưng mà Yoda núp rất là khéo. Đi ra, con gà, có lộn con chim. Con chim kia, thấy chim rồi, đang dí theo chim. Có butterfly trên người của Mọc Linh. Không, thế là về. Còn có butterfly, có Lotus of Single Phoenix. Đang lên nhảy lóc à. Lion đang lên nhảy lóc à. Đây là thấy được mọt rồi. Máu mọt 1k7 rồi, rất là khó giết. Khá là khó giết. Chưa kể còn đổi máu nữa. Trận đấu căng quá. Có BKB trên người Bat Rider rồi. Bây giờ thì anh kéo, anh không sợ giờ một pha lao lên chém chói rồi. Bật arrow trúng đầu rồi, đang dồn đam vào có chụp lồng hay không đây. Mình nghĩ là chụp luôn chứ. Không chụp rồi, nhưng mà ở đâu đó thì ET đã bị giết rồi. Đang tiếp tục dồn đam vào một cái. Không chết, đang đổ máu rất là nhiều. Anh chạy nè, mất cái agent thôi. Bây giờ là có bắt cóc hay không, có Destructor rồi, đặt lòng rồi, Sentinel mà dồn đau mà bị cú voi. Vâng, có Mula Shadow, có cắm Sentry xuống đặt trứng rồi, từ phía của Phoenix. Tất cả các thành viên của SC đã phải dồn về, nhưng mà Destructor lên bảng rồi. Ở đây trói được về Fox đây. Trứng não rồi, chụp lòng được hai người, đang dồn đau mà phía của ai đây. Dồn đau tứ lung tung, rồi dồn đau mà phía của Typhi trước. Bây giờ Typhi lên bảng rồi, Fox lướt về, Yoda xuất hiện cho chi anh. Một hú không hú được. Tiếp tục dồn đau mà phía của Fox. Fox bây giờ thì đang đổi máu, có đổi máu vẫn chưa đổi máu. Fox lên bảng rồi. Và Yoda cũng đã lên bảng rồi. Triple kill dành cho Mirana. Vâng, ta có thể tính là một pha team wide cho Nessen rồi. Tận dụng lợi thế hay không? Một pha lăn bóng lên. Có gậy lóc trên người của Lion luôn. Một pha dậm ngủ để mà câu kéo thời gian thôi, chứ chắc chắn là cái trụ này nằm xuống rồi. Còn Rush thì không biết được. Destructor ra rồi. Yeah, ăn luôn cái Rush này rồi. Tiếp tục là dậm ngủ. Anh Tì thấy rồi ra, bây giờ mới thấy cái anh Tì nè. Đây là một Rush dành cho phía của Nessen. Lui về hay là đi vào nữa đây? Không, lui về. Đừng có mà hưng phấn quá mức. Phải là đây là một pha nhưng mà bị phá rồi. Cái linh kèn phá cái trói rồi, nhưng mà một mình với Frank Heaven đây ba hero nữa nha. Một pha dập ngủ rồi, kéo về rồi. Ở đây đi, một pha Ether chết luôn tại phi luôn. Raw thẳng mặt qua với Frank Heaven. Với Frank Heaven lên mảng rồi, mình là Shadow chạy về thôi. Bật BKB lên. Vâng, BKB, bấm BKB chỉ anh 10 giây. Thấy được hay không? Con bút thấy hay không? Một pha lao lên chụp lòng chính từ Yoda đây. Yoda mời kéo. Có kéo về nhưng mà Yoda vẫn lên bảng thôi. Tiếp tục là lao lên từ phía của Void. Đang nhắm vào phía của Yasui. Không nhắm vào phía ngoài cả. Giết con heo anh ơi, giết con heo. Bây giờ thì bên phía của Nessen họ lui về thôi. Lui về một chút. Lên thêm với một Dominator rồi. Rồi, cho mình cái Satanist. Trời ơi, tên thế mà quên cho được. Rồi, về học thêm rồi. Ở đây thì một phạm linh ổ. Phá linh kèn, phá linh kèn là biến về bóng rồi. Còn à, thấy anh linh lên, anh đi thẳng lên luôn đấy kìa.
Rồi, trên là nhân quốc bây giờ là 15k thì cho nhất xem rồi. Và kinh nghiệm là hơn 20k rồi. Có BKB cho người của Void luôn. Void của mình, Deku, Manta, BKB, Vladimir, Lion thì có Blink với lại vậy Lock. Còn Ember thì có Lincoln nè, Ritzolet nè, Letafuri nè, Blink nè. Còn Mirana thì có như mình cái EB nè, Scepter, Blink và Lincoln. Cái nhà sẽ có cho mình tay tiền cộng với cái lời tối hợp. Còn bên phía của EC thì ET có cho mình cái lóc nè, cái gậy đẩy nè, mọt Lincoln, dẹp bay, butterfly, ice nè. Vâng, có cái Bloodthorn trên người của Ember rồi. Quyết tâm giết chết cho được Fox. Tại phi rồi có gậy đẩy nè, Blink nè, BKB và trống Bismaster, Talon, Blink, Sách Ba và BKB. Cái này thì có Disruptor thì có Adrenaline. Adrenaline nào, cái Earn. Vâng, với cái Return này thì cái Return này thì quyết tâm bắt cho bằng được con mọt rồi. Trúng con chìm. Vâng, trúng con chìm. Một pha bắn tên quá hay. Anh Hùng xa điêu. Đây là tiếp tục. Vâng, các thành viên của bên phía của AC đang dồn xuống dưới bot. Bên phía của Nexen cũng vậy, một pha spot. Spot thẳng vào rừng. Không, họ đi qua cái bãi Asian bên đây. Nhưng mà thật ra thì các thành viên của AC họ đứng ở đây. Có dòng xuống không? Có dòng xuống hay không? Cắm mắt lên, vẫn chưa thấy nhau. Bây giờ có thể lên về từ bên phía của các thành viên AC rồi. Chưa thấy nhau, họ vẫn đứng ở đây, chưa thấy. Để lên về rồi. Rồi tiếp tục vào Moonlight luôn. Thấy được ET ở đây, dồn đam, bập bập, chết. Cực kỳ nhanh, tiếp tục lao thẳng vào trong luôn, đặt lòng ra. Lao về hai support lên bảng, cực kỳ nhanh chóng. Ăn luôn cái trụ boss này cho mình. Rồi bắt buộc là các thành viên khác phải thể lên về thôi. Mà thể lên về là cái trụ này nó ngã rồi. Tiếp tục đẩy đập hai trụ luôn. Còn một EB bay vào. Hát thà hết sẵn mặt với cái Yoda. Dồn đau với cái Yoda bật BKB. BKB lên chúng có tai phi luôn. Một pha hú thẳng mặt của Lion. Dồn đau vào. Lion lên bảng rồi. Nhưng mà họ cũng đã ăn được cho mình cái rắc rồi. Được cái barack melee ở đây thì đang dồn đam vào phía của bọt ở đây có sai là có trói lại được hay dồn đam vào. Trời ơi cái return nó cái số đỏ nó nhảy đã luôn. Bóp cái return vào cái số đỏ nhảy tạch. Một mà dính cây đó thì khá là khó nhưng mà sống không thể làm gì được. Yeah, tiếp tục đẩy lên cái boss này. Nhưng mà trên lệch kéo xuống một chút xíu đó là 12k network thì vẫn là 20 thôi. Khi mà bây giờ Ember đang dần đuổi kịp network so với Mọt. Có một ba bay bắt ra cho phía của Mọt rồi. Để tép cho bằng được cái bắt này, cái bắt top này. Bên phía Nexen thì họ chỉ win câu giờ chút xíu đặng cho Phoenix đi lên. Quýt tiếp tục trôn ở đây, búp trống lên, lao lên đây thì bắt cho được Fox chưa, sai lên rồi, ngưỡng tóc cái rồi số đỏ nhảy kìa, một pha finger và Fox lên bảng luôn. Các thành viên bên phía AC họ rao khá là chậm, tiếp tục dồn đam vào bên phía của Yasi lên bảng rồi. Bây giờ tiếp tục là tài không, linh thẳng vào đây dồn đam vào phía của Kanash nhưng mà đã bị gỡ về rồi. Mà Kanash đâu phải lên bảng rồi, bút BKB lên, bật BKB lên nhưng mà dai bắt được phía của Mọt.
một không có ba bát ở đây thì rất là khó. Chụp lòng được hai người cơ kia, Yoda lên bảng nè, Tai Phi cũng lên bảng luôn nè. GG Weplay được rồi. Và game đấu thứ hai chiến thắng thuộc về cho bên phía của Nexen. Vậy chung cuộc thì Nexen thắng cho mình đó là 2-0. Vậy là Nexen đã đi tiếp vào vòng trong. Vòng trong hình như là sẽ ngày mai sẽ bắt đầu sẽ đánh tiếp. Và bây giờ thì sẽ nghỉ. Cảm ơn các bạn theo dõi buổi stream và bình luận. Mình là Dino của Nexen. Ok, bây giờ thì tắt record.